Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cân ta. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mặn lành. Ta đây sự chớp sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình cớ. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta đã học xong bài số 28, tựa đề là Pháp Hành Thì Sao, tức là Đức Vua Mi Lan Đà hỏi Ngài Mi Tiên về việc pháp hành có rồi không. Thì cái hành nó từ vô minh mà sinh ra hành nha. Bây giờ muốn dứt cái vô minh mà dứt ý, thì cái hành nó sẽ dứt. Ở đây Thầy nói vì cái này nó phải đi sâu một chút để đại chúng nắm được. Vô minh là cái tình trạng tâm tối của trí tuệ. Trong cái tâm tối này thì nó sinh ra cái động. Cái động đấy gọi là cái hành. Vô minh nó sinh ra cái máy động nó hành.
Nếu như mà về thuyết của bên dịch thì họ nói là từ cái thái cực nó sinh ra cái lưỡng nghi, nghe không? Vô cực nó sinh thái cực, thái kịch rồi nó sinh ra cái lưỡng nghi rồi nó chuyển động. Thế còn trong nhà Phật mình thì nói từ vô minh, trong cái vô minh đấy nó sinh ra cái hành, cái chuyển động. Và từ cái vận động ấy nó sinh ra tất cả vạn pháp. Đấy, vạn pháp bắt đầu sinh, biến đổi và sinh hóa từ đó. Thế bây giờ vô minh mà dứt rồi thì cái hành nó cũng sẽ dứt. Đấy, và vô minh là đầu mối của tất cả sinh tử. Vô minh là đầu mối của cả thế giới này, nếu nói đúng là như vậy. À, sinh ra thế giới này, vạn sự vạn vật chính là từ cái vô minh này đấy. Nghe không? Không có cái gì lạ hết đấy. Thế hôm nay chúng ta sang tiếp bài thứ 29, có tựa đề là tự nhiên sinh. Tự nhiên tức là chẳng do ai cả, chẳng có nguyên nhân gì cả, gọi là tự nhiên. À, hay mình còn gọi là nó thiên nhiên như thế, trời sinh ra nó như thế. Đấy, cái nghĩa của cái chữ tự nhiên là như vậy. Chả có nguyên nhân gì cả, chẳng do ai cả, tự nhiên nó như vậy đấy. À, cho nên ở trên đời ấy, chúng ta gặp cái gì mà mình không giải thích được, mình bảo tự nhiên nó như thế. Thế thì hôm nay ấy, cái bài kinh này có cái chủ đề là tự nhiên sinh. Chắc là ông vua Milanda ông thắc mắc cái chuyện này. Nghe không? Thì chúng ta vào trong cái bài kinh. Lúc đó vua Milanda mới hỏi Đại Đức Đa Tiên thế này: Thưa Đại Đức, thế có cái vật gì mà do tự nhiên sinh ra không, hả Đại Đức? Đấy, có cái gì ở trên đời này mà tự nhiên nó sinh ra, nó chẳng cần phải có ai cả? Ví dụ thế, chúng ta tự nhiên sinh ra chẳng cần cha, cần mẹ. À, trái núi này cũng tự nhiên nó sinh ra, chẳng cần phải trời đất, chẳng cần phải cái gì cả. À, cái chùa này tự nhiên nó mọc ra, chẳng cần phải có cái nhân gì, duyên gì cả. Có cái gì tự nhiên kiểu như thế không? Tự nhiên là nó xuất hiện, không có nhân duyên gì cả. Đấy, không có nhân duyên. Có cái gì mà như thế không? Đấy, thưa đại chúng, cái này là một câu hỏi triết học, rất là triết học. À, trên đời này có cái gì mà tự nhiên nó xuất hiện, chẳng có gốc rễ gì cả, chẳng có nguyên nhân gì cả mà tự nhiên nó có? Ông cũng thắc mắc, ông hỏi. Thưa đại chúng, trong triết học họ cũng nói có những cái tự nhiên và nó thành một cái chủ thuyết tự nhiên, vô nguyên, vô nhân, vô nhân luận, là không có nguyên nhân gì cả. Đấy, thì trước cái thực tại của thế giới, cái nhận thức của nhân loại, của con người chúng ta, nó có rất nhiều cái người ta tìm hiểu về thế giới, người ta không hiểu biết, thì người ta kết luận cái là trời sinh ra hay là tự nhiên nó sinh ra như thế. Không có cái gì cả, tự nhiên thế, không, đừng thắc mắc nữa. Đấy, người ta không thể biết được, không biết được. Hay người ta còn gọi là ngẫu nhiên, ngẫu nhiên với tất yếu. Có những cái là ngẫu nhiên nó như thế, chẳng có nguyên nhân gì, ngẫu nhiên nó thế. Thế thì chúng ta học Phật, chúng ta xem có cái gì là ngẫu nhiên không, có cái gì là tự nhiên không. Nếu mà có cái ngẫu nhiên như vậy thì chúng ta sẽ có cái chuyện may rủi, nghe không? Cái chuyện may rủi á, là chúng ta nghĩ là nó ngẫu nhiên đấy. Nghe không? Ăn may đấy, cái chuyện đánh đề này, wow, chơi số đề đấy, chơi xổ số đều là cái chuyện gọi là may rủi, ăn may. Chúng ta bảo may rủi, tôi may tôi được trúng cái số này, ngẫu nhiên đó, chứ tôi cũng chẳng biết là sao thế. Thế vậy thì trong nhà Phật mình có ai được có cái chuyện ngẫu nhiên thế hay là may rủi thế không? Có may không? Trong nhân gian mình vẫn tồn tại cái cụm từ may mắn, tôi may mắn. Nhưng mà thật sự là có cái may mắn, tức là nó chả có nguyên nhân gì mà tôi gặp may thôi. Thế cho nên từ đó thì chúng ta bày ra nhiều chuyện. Muốn đi ra khỏi nhà thì phải mời một ông đàn ông nào đến, hẹn trước ông ra để mình ra cửa gặp giai để cho nó may mắn. Đấy. Thế rồi bước cái chân phải ra trước chẳng hạn để cho nó may. Đấy. Chúng ta nghĩ ra như thế. Thế thì cái chuyện gọi là may mắn này nó có hay không? Đấy. May mắn tức là nó ngẫu nhiên, nó chẳng có nguyên nhân gì cả, tôi gặp may thế. Đi thi mà mình đỗ, bảo đấy là gặp may thế. Ví dụ thế, nó học dốt, nó đỗ, mà nó gặp may. Đấy.
Thế thì chúng ta bây giờ chúng ta xem cái chuyện, cái chữ may mắn này ở trên đời nó có đúng hay không? Để đối với nhà Phật thì cái gì cũng phải tìm hiểu cho nó minh bạch ngọn nguồn. Nếu không minh bạch thì còn cái chuyện may rủi cái kiểu này ấy, thì có khi tu này, ông cứ này cứ tu chẳng, có khi là may thì ông thành Phật, không may thì ông không thành Phật. Ông gặp may ông tu, gặp may ông gặp may thì ông thành Phật đấy. Không gặp may thì ông thành quỷ Gia Tăng. Đó. Đấy. Thế tu có chuyện gặp may không, người đại chúng? Ông tu chẳng qua là ông ăn may thì ông mới được thành Phật đấy, thế có chuyện đấy không? Đấy, thế thì đây là cả một vấn đề triết học đấy. Thế chúng ta xem trong Phật pháp thì Đức Phật với cái tuệ giác của Ngài, Ngài thấy cái chuyện này thế nào để cho chúng ta làm chủ được cuộc đời của mình, làm chủ được số mệnh của mình. Đấy. Nếu có cái chuyện may rủi thì mình khó làm chủ được lắm. Ăn may, và may thì thằng này được sinh vào nhà cái ông quan này, tôi không may, tôi phải sinh vào cái nhà anh ăn may. Nghe không? Có cái chuyện hay không? Giống như trong chuyện Kiều đấy, hạt mưa cũng có hạt may, hạt nào may thì vào đài các, mà hạt không may thì vào rơi vào sân đình. Nghe không? Có cái chuyện hạt mưa gặp may đấy không? Thì chúng ta xem, ông vua Milan Đà cũng thắc mắc chuyện này. Liệu ở trên đời này có cái sự vật hiện tượng gì sinh ra, do tự nhiên nó sinh ra như thế, chẳng có nguyên nhân gì không? Hà Đại Đức hỏi Na Tiên như vậy. Thì Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương, quả thật là không có vật gì trên thế gian này mà do tự nhiên sinh ra cả. Trên thế gian này không có sự vật nào do tự nhiên mà sinh ra cả. Thế sao Đại Đức bảo có vật từ không mà thành có? Trong cái bài 28, thì Na Tiên có nói rằng có cái vật từ không thành có. Nghe không? À, ví dụ như cái hành đấy, cái hành tức là cái động này này, cái pháp hành, nó không nó thành có, rồi nó có nó thành không. Thì bây giờ ông nhân cái câu trả lời này, ông vặn lại. Tại sao cái buổi hôm trước Ngài nói là có cái từ không thành có? Thế thì bây giờ tôi phải hỏi là có cái gì mà tự nhiên nó sinh ra không? Đấy, ông vặn lại. Thì Na Tiên mới mỉm cười đáp thế này, Tâu Đại Vương, trước đây khi dẫn quân đi chinh chiến, Đại Vương có ở trong cung điện này chưa? Na Tiên dẫn dắt mới hỏi lại ông là thế, trước đây mà Ngài đi chinh chiến, Ngài dẫn quân đi ra chiến trận, thì trước khi đi ra chiến trận, Ngài đã có ở trong cái cung điện này chưa? Thì ông vua ông đáp là thuở ấy chưa có cái cung điện này. Đã. Na Tiên mới hỏi tiếp, thế rồi sao lại có cái cung điện này? Thì ông đáp, khi chấm lập kinh đô, chấm mới làm cung điện. Na Tiên hỏi, vậy Đại Vương làm như thế nào? Thì ông đáp rằng, chấm cho người san bằng mặt đất, chở đá sỏi từ các nơi khác đến, cho lấy gỗ ở trong rừng ra để thợ mộc làm cột kèo, đòn tay chạm trổ, vân vân. Sau đó làm thành quách, cửa ngõ, lối đi, trồng cây, đào ao hồ, nuôi chim thả cá, vân vân. Thì Na Tiên mới hỏi, thế thì cung điện này đâu phải tự nhiên mà sanh, mà do chính công kiến tạo, tập kết vật liệu, sức người làm, đá sỏi, vân vân. Tất cả chúng kết hợp lại mới thành cung điện, có phải thế chăng, Hà Đại Vương? Thì ông vua ông đáp, đúng thế, thưa Đại Đức. Thế thì Na Tiên dẫn dụ về cái việc cái cung điện. Trước đây là không có cung điện. Giống như kinh thành Thăng Long của chúng ta đấy. Trước đó không có, nhưng sau này và Lý Thái Tổ mới rời về đấy, chúng ta mới có cái kinh thành Thăng Long. Cũng giống như cái chùa Ba Vàng này, trước cái năm 2007 không có. Nhưng sau đó Thầy ra đây rồi bắt đầu cùng với các Phật tử và nhân dân kiến tạo thì nó mới có. Đấy, thì cái nghĩa nó gọi là trước không sau có là như vậy. Nghe không? Thế còn trước nữa, cái chùa Ba Vàng này có rồi sau lại thành không. À, có thể từ cái năm, từ cái thế kỷ 17 nó có rồi, hoặc từ thế kỷ 13 nó có rồi, sau rồi nó thành không còn gì nữa. Chiến tranh, thời gian, nó thành không. Đấy, thế thì cái nghĩa có và không là như vậy, rồi không mà có là như thế. Thế nhưng mà
Cái cung điện này cũng thế, nó có, nó không phải là tự nhiên mà có. Tự nhiên nó xuất hiện một cái, biến ra cả cái như thế này, không có cái chuyện đấy. Nó lại phải có nhân duyên, có nguyên nhân. Đấy, cái chùa mình mọc lên như thế này, biết bao nhiêu nguyên nhân, bao nhiêu nhân và bao nhiêu duyên mới được. Đó, bao nhiêu là tài sản vật dụng của các quý Phật tử, của nhân dân, công sức mồ hôi của Phật tử, của nhân dân, và rồi trí tuệ của mọi người đóng góp nữa, nó mới kết thành cái chùa như bây giờ. Thế thì chúng ta thấy làm gì có cái gì mà tự nhiên xuất hiện đâu, tự nhiên có ra đâu. Nó có là nó phải có cái nguyên nhân, chứ không thể không được. Thì Na Tiên mới nói, cũng thế, không có thể trở thành có, nhưng có ấy không phải tự nhiên sinh ra mà do sự cấu tạo, kết hợp của nhiều yếu tố, nhiều phù liệu khác nhau mà trở thành. Thưa Đại Vương, đó. Thì chúng ta thấy Na Tiên nói như vậy là rất chính xác. Cái thân của chúng ta có ra đây không phải tự nhiên mà có, phải có cha, có mẹ, wow, kết hợp với loài người chúng ta, à, đủ nhân duyên. Wow. Trong bài Sám hối sáu căn nói đấy, tinh cha huyết mẹ, rồi phải có thần thức gá vào mới thành được cái bào thai, chứ không phải tự nhiên mà xuất hiện được đâu. Đó. Không phải dễ, để hình thành được cái thân con người rất là khó, không phải đơn giản. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ rằng có cha, có mẹ là có thể có ra thân người, có đứa con. Nhưng mà nếu thiếu một cái phần tâm linh ấy, nhà Phật gọi là thần thức, mình gọi là thần hồn cho dễ hiểu, thì cũng không thể có được một con người, một cái bào thai con người. Đó, không có được. Đó. Thế như vậy chúng ta thấy nó phải có nhân, có duyên, chứ không phải dễ. À, thì chúng ta thấy cái này là một sự thật. Không có một cái gì trên đời này là tự nhiên mà có. Nó có, nó phải có đủ nhân duyên. Đặc biệt nhất là không có một cái gì một nhân một duyên mà thành được cả. Không do một nhân một duyên, mà nó đều phải có nhiều nhân duyên kết hợp mới thành. Đó. Không thể có cái gì là độc một mình nó mà tự thành. Đấy, để chúng suy nghĩ cho kỹ nha. Đây là cả vấn đề chúng ta phải tư duy đấy. Cho nên khi mà biết về cái pháp nhân duyên này, chúng ta sống trong cái thế giới tương đối này là chúng ta đều có nhân duyên với nhau hết. Mà nhà Phật dùng cái từ gọi là trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng tức là nhiều lắm, nhiều tầng, nhiều lớp nhân duyên với nhau. Nó khởi lên mới thành ra sự vật. Đó. Một cái ngọn sóng ở ngoài biển thôi, nó đâu có phải là tự nhiên nó thành ngọn sóng đâu. Nó cũng phải trùng trùng các duyên. Muốn có ngọn sóng ấy, phải có cơn gió thổi. Mà muốn có được cơn gió thổi đấy, thì nó phải có cái không khí nó đối lưu. Có chỗ hơi nóng bốc lên, à, thì hơi lạnh nó dồn về, nó mới tạo thành gió. Thế mà để có hơi nóng bốc lên thì phải có mặt trời chiếu xuống. Hoặc là dân mình á, làm cho cái mặt đất của mình nó nóng lên. À, mình hủy hoại môi trường. Đấy, người ta gọi cái hiệu ứng đấy, của nhà kính đấy, phải không? Làm cho cái khí quyển của mình nó nóng lên. Đó. Thế cho nên có thể là sinh ra cái ngọn gió đấy là do từ cả cái bếp than nhà mình. Nó cũng thế, thì nó mới sinh ra được cái gió. Rồi bao nhiêu cái nữa. À, thì chúng ta thấy có phải đơn giản đâu. Để thành một ngọn gió, rất nhiều nhân duyên mới thành được cái ngọn gió. Đó. Thế thì thành được cái sóng đấy là phải do có gió, mà phải có nước nữa. Mà để thành được cái nước ở đấy lại phải bao nhiêu nhân duyên nữa mới có nước. Đấy, nhiều vùng bây giờ cạn khô không có nước thì làm gì có sóng. Để có nước thì phải có cái nhân duyên để có nước. Thế cho nên để thành một ngọn sóng cũng không đơn giản, thưa đại chúng. Thấy không? Cho nên phân tích ra thì nó trùng trùng nhân duyên. Chúng ta nếu mà quán về nhân duyên, chúng ta mới thấy chúng ta sống trong thế giới này là vô vàn nhân duyên. Và cái này thì chỉ có Đức Phật mới giác ngộ toàn triệt tất cả các cái nhân duyên này. Không dễ đâu, thưa đại chúng. Chúng ta có thể biết được vài nhân, vài duyên của một sự vật hiện tượng, không thể nào biết hết được. Đó. Cho nên, thưa đại chúng, Thầy vẫn nói cái sợi tóc trên đầu mình ấy, ngày hôm nay nó rụng xuống không phải do một nhân, một duyên. Nó cũng là trùng trùng duyên khởi.
cả thế giới này mới làm cho sợi tóc mình ngày hôm nay nó rụng xuống. Đấy, Thầy nói là cả cái vũ trụ này để cho sợi tóc mình hôm nay nó rớt khỏi cái đầu mình là cả vũ trụ này đấy. Đại chúng nghĩ cho kỹ mà xem. Đúng không? Sợi tóc mình ấy, mình chải nó hôm nay mà nó rơi ra là do cái lược này, do cái tay của mình này, do cái sợi tóc ấy, nó cái chân tóc không bám được vào nữa. À, thế nhưng mà cái lược thì lại phải do bao nhiêu người mới chế tạo ra cái lược để đúng cái ngày giờ này nó động một cái tóc mình, nó làm cho cái tóc mình nó dính vào. Thế rồi mình ấy, thì lại sức khỏe của mình, cái tay của mình làm sao? Cái sợi tóc mình lại do cái thịt, cái da biểu bì của mình nó như thế nào? Lại do mình ăn uống như thế nào? Ví dụ mình ăn nhiều cái chất chua quá thì tóc nó cứng, nó sơ thì nó rụng. Đấy. Thế thì cái chất chua lại phải từ cái quả khế hay quả chanh nhà này trồng như thế này. Đại chúng thấy không? Nó miên man, nếu phân tích ra nó trùng trùng duyên khởi. Đó. Cho nên ấy, Đức Phật thì chỉ cần nhìn vào một hiện tượng là Đức Phật biết hết tất cả, thấy được tất cả các nhân, các duyên. Không phải đơn giản, thưa đại chúng. Cho nên ấy, ai quan sát nhân duyên, thường quan sát nhân duyên thì mở trí tuệ cho mình. Phải chịu khó quan sát, tư duy về cái nhân duyên này thì mình mở trí tuệ. Cái người không có trí tuệ là không hiểu biết nhân duyên. Không hiểu biết nhân duyên thì không có trí tuệ. Chúng ta biết nhân, biết duyên thì đấy là người có trí tuệ. Và chúng ta biết không phải một nhân, một duyên mà thành tựu ra được một sự vật, một hiện tượng. Nó đều trùng trùng nhân duyên. Không đơn giản chút nào, thưa đại chúng. Đấy. À, không đơn giản chút nào. Đấy, một cái việc các Phật tử hôm nay ngồi ở đây để mà học Pháp vào trong cái giờ này cũng là bao nhiêu nhân duyên. Nếu hôm nay mà cái xe chở Phật tử mà nó trục trặc không đi được là mình không có mặt ở đây. Thế mà cái xe lại trục trặc lại do cái anh lái xe đấy, cái anh quản lý xe đấy quản lý không tốt, không kiểm tra. Đấy, thế anh ấy lại ra có khi là do ở nhà vợ chồng trục trặc cho nên anh bỏ bê cái việc quản lý xe, lại do cô vợ. Thấy không? Đấy. Thế thì cô vợ này lại do là chuyện nọ chuyện kia nghĩ ông chồng này đi ngoại tình cho nên là ông không thèm chăm sóc ông chồng này. Đấy, chúng ta thấy nó lăng nhằng đủ thứ nhân duyên, thấy không? Phân tích ra nó rất nhiều chuyện. À, cho nên ấy, thành một sự vật hiện tượng quả thật không đơn giản. Đại chúng thấy không nào? Cho nên chịu khó mỗi ngày ta ngồi quán nhân duyên một chút nhé. Quán nhân, quán duyên để chúng ta mở cái trí tuệ mình ra. Cho nên khi mình biết nhân, biết duyên như vậy ấy, thì mình rất là cẩn thận và cũng rất là tỉnh giác, không đổ lỗi tại ai cả. Không đổ lỗi mà nó có nhân duyên đấy. Ừ. Có nhân duyên đấy, thưa đại chúng. Hiểu về nhân duyên rồi thì không đổ tại cái như thế. Mình cũng không trách ai, do mình chưa tạo được những cái nhân tốt, cái duyên tốt thôi. Đó, thưa đại chúng. Đó, chúng ta hiểu về thuyết nhân duyên là chúng ta hiểu như vậy. Thì ông vua mới đề nghị Tỳ kheo Na Tiên cho ví dụ để ông dễ hiểu hơn. Na Tiên mới cho ông ví dụ thế này. Thưa đại vương, ví như hạt lúa có thể trở thành cây lúa không? Thưa đại vương, nếu như nó không có đất, nước, ánh sáng, phân và công chăm sóc, thời gian và ý niệm trồng lúa của người chủ ruộng. Na Tiên hỏi Ngài, thế thưa Ngài, hạt thóc đấy, tự nhiên nó có thể trở thành cây lúa được không? Hạt thóc tự nhiên có thể trở thành cây lúa được không? Nếu mà hạt thóc của mình cứ cất ở trong bồ, phải không? Hay là mình lại cho vào chảo mình rang lên để mình cắn chắt, thì nó có trở thành cây lúa được không? Hoặc là có vớt xuống đất đi, nhưng mà không cho nó nước tưới, rồi không có ánh sáng cho nó, không có chăm bón nó, thì nó có thành cây lúa được không? Nó rất rõ ràng. Thì ông vua ông đáp rằng, không thể trở thành cây lúa được nếu thiếu các nhân duyên yếu tố như thế. Cũng vậy, chẳng có vật gì do tự nhiên sinh, do tự nó sinh ra, mà do sự kết hợp nhiều yếu tố, nhiều điều kiện khác nhau, thưa đại vương. Đấy, thì chúng ta để hiểu, nghe không? À, hạt lúa cũng không thể tự nhiên mọc ra thành cây lúa được, nó cũng phải đủ nhân duyên. Một cái việc nhỏ như hạt thóc thôi, cũng phải thế, rất là phức tạp, nghe không? Xin Đại Đức cho thêm ví dụ nữa. Thưa Ngài, ví như đất sét có thể trở thành đồ gốm được không? Không thể được, đất sét phải mang về, phải lấy nước nhồi cho nhuyễn, xong rồi phải nặn thành cái nồi, cái niêu, cái chén, cái bát, vân vân. Kế nữa phải có củi lửa bỏ vào lò nung cho chín, ấy vậy mới thành được đồ gốm để dùng được.
Thế thì rõ ràng nó chẳng phải do tự nhiên sinh mà phải do sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhiều điều kiện vậy. Đó. Na Tiên này đưa tiếp ví dụ về về đất sét. Không thể tự nhiên đất sét mà lại thành được cái bát, cái bình cho mình cả. Tự nhiên không thể có. À, hòn đất cũng không thể tự nhiên biến thành hòn gạch đỏ hồng cho mình để mình xây nhà được. Phải rất nhiều nhân duyên, rất nhiều nhân duyên. À, thế Đại Đức có còn ví dụ nào nữa không? Ông vẫn muốn xin nhiều ví dụ để cho ông rõ ràng, minh bạch ra. Thưa Đại Vương, ví dụ như người gảy đàn, nếu không có dây, không có phím, không có da bịt và thùng gỗ, thì âm thanh có thể vang tiếng được không, thưa Đại Vương? Cây đàn âm thanh như thế cũng không phải tự nhiên sinh, nó cần rất nhiều yếu tố và điều kiện vậy. Ngay như cái cây đàn thế, cái dây đàn không thể tự nhiên phát ra được âm thanh nếu không có đầy đủ những cái nhân duyên. Thưa Đại Vương, thế có người muốn cưa cây để lấy lửa, nhưng y lại không có hai thanh gỗ, không có bùi nhùi, không có người cưa thì có thể tạo ra lửa được không, hả Đại Vương? Thì thưa đại chúng, ngày xưa mình không có bật lửa đâu. Dân mình ngày xưa là không có bật lửa, không biết làm, hay là không có diêm đâu, lúc ấy chưa biết. Là ngày xưa người ta lấy lửa bằng cái việc người ta dùi cây, lấy một cái cây khô xong rồi người ta lấy cái dùi bằng sắt ấy, hoặc là có cái dây, loại dây tốt ấy, người ta dùi kéo qua kéo lại đến lúc nó nóng và nó bốc cháy. Đấy gọi là dùi cây lấy lửa, hoặc là đập đá. À, người ta lấy hai hòn đá, người ta chọi vào nhau xong rồi ở bên cạnh đó người ta để cái mồi rơm ở đấy, cái vật dễ bén lửa đó, họ đập hòn đá nó té ra lửa. Đấy, bây giờ thì mình thông minh, mình chế tạo ra cái máy bật lửa hoặc là diêm, cái chất lưu hình, chất cháy đấy. Thế còn ngày xưa là phải lấy lửa kiểu này, rất là khổ đấy đại chúng nhớ. Nhà nào cũng phải giữ lửa, nhà nào cũng phải có cái đèn giữ lửa hoặc là ủ, chấu ủ rơm, chứ không là hết lửa là hôm nay nhịn đói, không có cơm ăn. Hay lấy lửa, cái lửa này cũng rất là cảm ơn nhân duyên phát triển đấy. Đó. Thế thì ở đây ấy, có cây khô rồi mà không có những cái việc kia, không có cái để dùi cây thì cũng không thể ra lửa được. Đó. Thưa Đại Vương, ví như người có kính thủy tinh, có ánh nắng mặt trời, lại có người cầm kính ấy chiếu lên đống cỏ khô, rơm khô thì có thể tạo ra lửa được không? À, ngày xưa người ta còn nghĩ ra cách lấy lửa bằng kính. Mình gọi là cái kính, gọi là kính hội tụ đó. Họ chiếu ra ánh sáng mặt trời thì nó hội tụ ánh sáng vào thành một cái điểm nóng, và điểm nóng này có thể đốt cháy được. Ngày xưa người ta lấy lửa bằng cách đó cũng có. Đó, là người ta thông minh hơn là dùi cây và đánh đá. Ta lấy cái kính, cái thấu kính hội tụ đấy, mình gọi thấu kính lồi đấy, thì ánh sáng mặt trời chiếu vào nó sẽ hội tụ ánh sáng lại và đủ nhiệt để đốt cháy cái vật. Đó. Thế thì nếu mà một người mà lấy cái thấu kính như thế, đem ra ánh sáng như thế và có cả rơm khô, có cả các cái vật liệu bắt lửa, thì có lấy được lửa không? Chắc chắn là lấy được. Wow. Ví như có gương soi, có người đứng trước gương, có ánh sáng thì có hình của người hiện ra trong gương không, thưa Đại Vương? Ông Đại Vương đáp là có. Bây giờ có cái gương soi, có người đứng soi gương thì trong gương có xuất hiện hình người không? Sẽ có. Còn có gương mà không có cái vật gì đứng trước thì không thể xuất hiện cái vật gì. Đó. Như vậy, thưa Đại Vương, hết thảy mọi sự, mọi vật trong thế gian đều y như thế, chẳng có cái gì là do tự nhiên sinh ra, phải cần có đầy đủ các yếu tố, điều kiện kết hợp lại mà thành. Nói cách khác, vạn pháp, muôn loài đều do nhân duyên sinh vậy, thưa Đại Vương. Hay lắm, Trâm đã hoàn toàn lãnh hội được ý của Đại Đức rồi. Đã. Như vậy, đến cuối cùng này là ông vua Milan Đà, ông giác ngộ được điều này. Giác ngộ được rằng vạn sự, vạn vật trên thế gian này đều phải có đủ nhân duyên, nó sinh ra đều đầy đủ nhân duyên mới có. Và nhà Phật mình thường hay nói hai từ là thuyết nhân duyên. Có nhân có duyên thì thành, không đủ nhân duyên không thành. Và cái từ nhân duyên này được dùng khá phổ thông rồi. Nếu không đủ nhân duyên không thành tựu. Thế thì chúng ta phải tạo các nhân và tạo các duyên. Nghe không? Ở đây Thầy nói vui chứ bà mối đấy là bà tạo nhân duyên đấy. Bà mối, bà tạo nhân, tạo duyên.
để cho hai đứa nó gặp nhau rồi nó thành vợ thành chồng. Đấy là phải tạo nhân tạo duyên. Thì ở đây chúng ta là người ấy, chúng ta hơn các cái loài vật này và hơn cái vật vô tri là chúng ta có thể tạo thác nhân duyên. Đại chúng ta chưa nào? Mình thiếu cái duyên này, mình phải tạo cái duyên này. Mình thiếu cái nhân này, mình phải trồng cái nhân này. Mình hơn ở chỗ đấy đấy. Mình khác với lại các cái vật khác ở chỗ đó, mình có thể tạo tác nhân duyên. Cho nên Đạo Phật không phải là cái đạo chết cứng, nói mọi cái do nhân duyên, rồi là do hoàn toàn do nhân duyên, do nghiệp hết, do định mệnh là không đúng. Mà con người là chủ nhân để tạo tác nhân duyên nữa. Ví dụ ở đây Thầy nói, các Phật tử có thể đi học Pháp hoặc không đi học Pháp là quyền của mình. Đúng không? Hôm nay là có xe đón hẳn hoi, nhưng mà mình lười, mà thôi hôm nay ở nhà xem tivi, tivi hôm nay chiếu phim hay lắm. Thế là ở nhà là không đi học Pháp. Thế đấy là mình không tạo cái duyên để đi học Pháp, không tạo ra, không có cái nhân đi học Pháp. Thế còn mình á, hôm nay tuy ở nhà bận, nhưng mà thôi nửa tháng mình mới được đi nghe Pháp một lần, cố gắng mà đi. Nghe Pháp mình được mở trí tuệ, cố gắng thôi, cơm cháo xong rồi, lợn gà xong rồi, phải đi. Đấy là mình khởi cái nhân ý. Thế là đủ cái duyên để mình đi. Đại chúng thấy không nào? Cho nên ấy, riêng chúng ta là khác với các vật vô tri và khác cả những cái loài động vật kém, là chúng ta có thể tạo ra, tạo nhân, tạo duyên. Đấy, cái này là cái đặc biệt và đây là quyền chủ động của chúng ta. Loài người, chư thiên và chúng quỷ thần và cái tư duy, nó có cái tư duy tốt là có thể tạo nhân duyên. Đấy, tạo nhân duyên. Đấy. Cho nên vì biết cách tạo nhân duyên như thế, chúng ta mới làm được biết bao nhiêu việc đấy chứ. Chứ không phải chúng ta là nhân quả là một cách khô cứng, máy móc đâu. Đấy. Thế cho nên mỗi người chúng ta đều phải sáng tạo ra nhân duyên. Chứ chúng ta không đổ vào tôi là số phận tôi như thế, cái duyên của tôi nó chỉ có thế thôi. Duyên mình, duyên phận hẩm hiu nó chỉ thế thôi. Mình phải tạo duyên chứ. Đây Thầy lấy ví dụ giống như là cái chú Sơn Lâm, đại chúng biết rồi đấy. Chú là tật nguyền như thế. Nếu bình thường ra thì chú là nhà phải nuôi, mẹ phải ẵm. Và thế nhưng bây giờ chú nỗ lực, cố gắng bây giờ để nuôi được cả nhà. Và rồi lại thành cái người nổi tiếng. Đại chúng thấy không nào? Thế thì đấy là do ai? Do mình đấy. Cho nên cái nhân duyên này, cái thuyết nhân duyên này, nó giúp cho chúng ta phải là người chủ động tạo nhân và tạo duyên, tạo cơ hội cho mình. Không ngồi đấy chờ, không ngồi đấy chờ sự việc nó đến, mình phải chủ động. Đấy, chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải để ý đến. Nhá. Học cái thuyết nhân duyên của Đạo Phật không phải để thụ động, chờ duyên, chờ nhân nói nó đến, mà chúng ta phải chủ động. Bây giờ cái việc gieo mạ hay không là quyền ở mình. Mình muốn có thóc ăn thì mình phải đi gieo mạ, đúng không? Phải đi gieo. Vụ này gieo mạ thì cuối vụ mình mới có thể có thóc, gặt thóc về được. Không gieo thì làm sao? Cho nên các cụ nhà mình nói đấy, tay làm thì hàm mới có mà nhai. Tay quay miệng trễ là đúng rồi. Rõ ràng. Thì qua cái thuyết nhân duyên này thì chúng ta thấy là con người chúng ta có quyền chủ động tạo nhân và tạo duyên trong cái hoàn cảnh của mình. Nào, tất nhiên chúng ta biết cái năng lực của chúng ta nó có giới hạn. Mình phải nỗ lực hết sức của mình. Đó. Đấy, ai cũng thế, phải nỗ lực hết sức của mình trong phạm vi của mình. Không ỷ lại. Chứ không phải nói thuyết nhân duyên của Đạo Phật hết tôi mặc kệ, tôi buông mặc kệ hết mọi sự vật tự nó đến như thế. Không có chuyện đó. Đấy. Cái này là trong khi chúng ta học cái chuyện làm chủ vận mệnh đấy. Ông này ông nghĩ rằng là ông có số mệnh, thế là ông buông hết, ông chả lo gì cả. Và sau khi ông được gặp Thiền sư Vân Cốc khai thị cho ông mới biết mình làm chủ được số mệnh của mình. Mình phải chủ động tạo ra nhân và tạo những cái duyên. Và ông ấy đã tích cực ông làm, ông tu các việc thiện và từ đó cái quả của ông nó chuyển. Đấy. Chúng ta học Phật là thấy cái được đó, biết rằng mọi cái phải do nhân duyên mới thành.
Nhưng nhân duyên này chúng ta có quyền can thiệp vào nó, chúng ta có thể tạo ra nó trong cái nhân duyên này ở cái phạm vi của mình với năng lực của mình. Ví dụ cả nhân loại chúng ta bây giờ đang tạo ra những cái ảnh hưởng đến thế giới rất nhiều. Cái hiệu ứng nhà kính đấy là cả nhân loại mình tạo lên. Và con người tham lam, sử dụng một cách vô độ các tài nguyên, chặt rừng, phá rừng, đốt rừng, bừa bãi như vậy. Thế rồi do tham mà chúng ta sản xuất bất chấp, và cầu lợi nhuận một cách bất chấp tất cả, không nghĩ đến cái môi trường, cho nên tạo nên tất cả. Cái đấy là nghiệp tham của nhân loại chúng ta tạo nên đấy. Đấy. Chúng ta phải thấy rất rõ như thế. Thì đấy là chúng ta, cái nghiệp của nhân loại cùng tạo nên. Cá nhân thì cũng tạo nên cái nghiệp của mình, nhân loại tạo nên cái nghiệp của mình. Cho nên khi hiểu về cái nhân duyên thì mỗi mỗi người ý thức cái suy nghĩ và cái hành động của mình thật đầy đủ. Mỗi suy nghĩ của mình, lời nói, việc làm của mình đều ảnh hưởng đến thế giới này. Thưa đại chúng đó, cái chuyện này là chuyện chân thật như vậy. Suy nghĩ của mình, lời nói của mình, việc làm của mình không phải chỉ ảnh hưởng đến vợ con mình, gia đình mình, đạo tràng mình, mà ảnh hưởng, Thầy nói là cả thế giới này cũng bị ảnh hưởng đấy. Đại chúng thấy không? Cho nên trong sách nhà Phật có nói đấy, một con cá ở Biển Đông nó quẫy đuôi mà nó cũng động hết cả tam thiên đại thiên thế giới, hết cả thế giới. Nó động hết cả đấy. Chẳng qua mình không đo được cái độ chấn động nó thôi. Đại chúng thấy không? Một con cá ở ngoài biển nó quẫy cái thôi, mà cái sóng nó sẽ lan truyền khắp tất cả. Nó đến những cái chỗ rất là nhỏ nhỏ nên mình đo không nổi. Nhưng mà Phật là Phật biết hết, nó ảnh hưởng đến đâu, chúng ta không đo được. Cho nên cái nhân quả, chúng ta thấy cái nhân duyên nó vi tế đến như thế cơ mà. Rất vi tế. Đại chúng thấy không nào? Cho nên mỗi mỗi người chúng ta đều là cái người tạo ra thế giới này, tạo ra cái số mệnh cho chính mình nữa. Chúng ta là chủ nhân sáng tạo số mệnh cho chính mình đấy, qua cái nhân duyên này. Nghe không? Không ai được quyền nói rằng số tôi là khổ, số tôi hầm hiu, số tôi thế nọ, tôi thế kia. Ai nói như vậy không xứng đáng là người Phật tử. Đã là người Phật tử không chấp nhận có số mệnh an bài. Ai mà chấp nhận có số mệnh an bài và Chúa Trời định cho tôi số này, ông hoặc Hoàng Thượng Đế ông sắp cho tôi cái số này, cái người đấy không xứng đáng là Phật tử. Đã là Phật tử thì phải biết là không có số mệnh an bài. Có nghiệp, có nghiệp báo, có nhân duyên, và chúng ta có quyền tu tập để chuyển nghiệp. Trừ khi nghiệp mình tạo ra năng quá, mình chuyển không nổi thì mình chuyển dần, kiếp này chuyển chưa được, kiếp sau chuyển tiếp. Cái hòn núi như núi Ba Vàng mình này, kiếp này muốn chưa đào được hết nó, kiếp sau đào tiếp. Mỗi ngày đào một xẻng thì một tỷ tỷ kiếp sau cũng nó cũng phải hết. Đại chúng thấy không? Đấy, nó là nhân duyên cả. Nhân duyên cả. Thế thì chúng ta hiểu về cái này để chúng ta phải chủ động, thưa đại chúng. Mình muốn có trí tuệ, mình phải tu những cái nhân duyên có trí tuệ. Mình muốn có phước báu, mình phải gieo tất cả những cái nhân duyên để có phước báu. Rất rõ ràng. Muốn được tuổi thọ phải gieo những cái nhân có tuổi thọ, tạo những cái duyên để có cái tuổi thọ. Muốn được sắc đẹp phải tạo những cái nhân duyên để có sắc đẹp. Và muốn được giàu có phải gieo những cái nhân duyên để được giàu có. Cái này thì trong kinh Đức Phật đã nói hết rồi. Đấy. Thế thì chúng ta làm chủ được nhân duyên như thế, chúng ta vận dụng, chúng tạo những cái cơ hội để cho mình được mà trong phạm vi chúng ta. Thế cho nên cái này chúng ta phải cầu thiện tri thức. Khi mình chưa hiểu biết thì mình cầu thiện tri thức giúp cho mình biết nương tựa thì mình sẽ được tốt. Đấy. Trong nhà Phật thường nói cây là gì? Cây bìm bìm đó, nó rất yếu, tự nó không thể vươn lên cao được. Cái dây bìm bìm ấy, thế nhưng mà nó bám vào cái cây cổ thụ chẳng hạn thì nó cũng có thể leo lên tầng rất cao. Đấy, thế đấy là người biết dùng nhân duyên. Cây bìm bìm nó rất khôn, nó biết bám vào cái cây cứng là nó cũng leo được lên đến cao. Đấy là nhân duyên. Người yếu biết nương vào người mạnh, mình sẽ được mạnh. Cái nước yếu biết nương vào nước mạnh thì cái nước đấy cũng sẽ được mạnh.
Phải không? Việt Nam mình là bé nhỏ nhưng biết nương vào cái nước nào nó đủ lực, đủ mạnh, mình cũng sẽ mạnh. Đấy cũng là biết nhân duyên. Nhất là mình qua mấy cái cuộc chiến tranh để chúng biết rồi. Bác Hồ chúng ta cũng rất là giỏi. Đấy. Biết những cái nhân, cái duyên để mình vận dụng thế bên này, thế bên kia để cho mà mình được đi đến thắng lợi. Đấy nhé, đại chúng, cho hôm nay học bài nhân duyên này để chúng ta phải mở trí tuệ và phải tư duy. Chúng ta không thể được nói cùn rằng là ôi số tôi như thế, mà kệ, thì người đấy là người dại dột. Phải tư duy. Kể cả mình bây giờ mình làm người lái xe ôm thôi, mình cũng phải tư duy. Mình đậu ở chỗ nào là chỗ có nhiều khách người ta đến. Nghe không? Cũng phải tính. Nên mình tạo cái cơ hội để cho khách người ta gặp được mình. Nghe không? Rồi mình phải biết cái quy luật của khách như thế nào. Đấy, mọi cái đều phải dùng trí tuệ mình hết đấy. Chúng ta hơn các loài là chúng ta có cái trí tuệ này để chúng ta có thể sáng tạo ra nhân duyên. Thế này chúng, và đấy là cái đặc biệt. Trên đạo Phật mình không chấp nhận có số mệnh an bài cho mọi người, mà mỗi mỗi người đều có quyền tạo ra số mệnh cho mình. Đó, cái đấy là cái hay nhất của đạo Phật chúng ta. Thưa đại chúng, để cái chùa Ba Vàng mình thành tựu đây, thầy cũng nghĩ thế, thầy cũng phải vận dụng rất nhiều nhân duyên mới được. Không biết nhân biết duyên không thể làm được. Không thể làm được đâu, thưa đại chúng. Đây, thế chúng ta phải biết, phải nghiên cứu và phải tư duy về cái việc này. Vận dụng nó. Đây là cái mà mở ra cho mình. Nghe? Chứ không phải người con Phật là cái người chấp nhận số phận đâu. Không? Kham nhẫn số phận không phải thế. Nếu mà chấp nhận có số phận là mình phải kham nhẫn. Nhưng người con Phật không phải kham nhẫn kiểu ấy. Mà chúng ta biết vận dụng sáng tạo, tạo nhân, tạo duyên để cho mình được những cái điều kiện tốt đẹp. Đó. Chúng ta đã thấy cái đấy là chuyện thật. Mà đấy mới là chân lý đấy. Ở đời là phải thế. Biết bao nhiêu người từ khó khăn họ vượt lên vì họ không chấp nhận cái số phận an bài cho họ. Quyết tâm vươn lên. Đấy. Tại sao mà nhân dân ở những cái vùng rất khổ như là Thanh Hóa, Nghệ An ấy, họ thành đạt nhiều? Vì họ khổ, họ quyết tâm họ vượt khổ. Đấy. Họ có một cái ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, tạo mọi cái điều kiện và họ thành công. Đấy. Đạo Phật mình là dạy cho chúng ta để đi đến thành công cơ mà. Thành Phật là thành công đấy, là thành công tối thượng. Thành được Phật thì không cái gì không thành. Đấy. Chứ không phải đạo Phật là sống thì cam nhẫn sống khổ đâu. Không phải là thế đâu, phải là cam chịu nô lệ đâu, không phải thế đâu. Cho nên đã chúng ta là con Phật là phải có một cái tư tưởng như vậy, cái tinh thần như vậy. Cái đấy phải là chủ đạo của mình. Không bao giờ mình chấp nhận số phận an bài cho tôi như thế. Ai làm Phật tử mà nói rằng số con khổ lắm thầy ạ, là không được rồi. Thầy không chấp nhận đấy là Phật tử. Và bạch thầy, con đến bây giờ cái nghiệp nó đang hành con khổ, nhưng con quyết tâm con sẽ chuyển hóa cái nghiệp này. Và từ khổ 100 lần, bây giờ con khổ dần dần còn 99, rồi còn 98, rồi giảm dần. Mình phải như vậy chứ. Chứ mình cứ cam chịu số phận thì đấy không phải Phật tử. Số con khổ không phải thế. Ai đã là Phật tử đều sẽ phải vươn lên. Dần dần, không chuyển được nhiều thì phải chuyển được ít. Đấy mới đúng là tinh thần của Phật tử. Đó, thưa đại chúng. Đó. Mà cái đó là cái sự thật. Chúng ta nhìn biết bao nhiêu tấm gương. Đấy, cái chú Nick Vujic ấy, đại chúng thấy không? Cái chú Nick Vujic còn không có cả tay. Thế mà lại thành người nổi tiếng. Bây giờ đi ở đâu cũng mời chú đi nói chuyện, chia sẻ. Đấy, đại chúng mà đã được xem những cái thước phim của chú ấy, đúng mình thấy một cái sự phi thường. Đấy. Cho nên thầy nói mà chưa biết chừng chú cũng là một cái vị Bồ Tát nào đấy, hiện thân như thế đấy, để mà thức tỉnh những người mà ươn hèn, lười biếng, những cái người mà tà kiến chấp nhận có số phận. Đấy. Nếu mà số phận như Nick Vujic là gọi là đáy cùng đấy, cái người như thế thì chỉ có mà bỏ trong nôi mà nằm thôi chứ. Thế mà chú không chịu. Bây giờ là nổi tiếng thế giới. Đấy. Cho nên chú ra đời là động viên được biết bao nhiêu con người không cam chịu số phận, không cam chịu hoàn cảnh, vươn lên. Cho nên Phật tử chúng ta phải có cái tinh thần này qua cái bài học nhân duyên này. Chúng ta biết rằng
tất cả mọi cái hình thành đều có nhân và duyên, và nhiều nhân nhiều duyên. Thế thì chúng ta phải tạo ra những cái nhân tốt và tạo ra những cái duyên tốt. Muốn học pháp tốt, ta phải thân cận với những người bạn tốt, những người chăm học chăm tu, những người tinh tiến. Nghe không? Chúng ta phải thân cận, rồi chúng ta tìm thầy sáng để cho mình học. Vào rồi các việc, kể cả từ việc trong gia đình nhà mình cũng thế, mình phải tính toán hết đấy. Không một cái việc gì không dùng đến cái trí tuệ này đâu, thưa đại chúng. Đối với đạo Phật không rời xa trí tuệ, phải vận dụng trí tuệ triệt để trong mọi việc. Cho nên ấy, cái công đức của trí tuệ nó rất lớn, nó sinh ra biết bao nhiêu thứ. Cái người có trí thì nó được bao nhiêu việc, người không có trí thì khổ vô cùng. Cho nên học Phật là phải mỗi mỗi việc đều phải suy nghĩ, phải vận dụng trí tuệ. Cho nên Phật mới dạy chúng ta phải biết tư duy đấy, mà tư duy chân chính đấy, nó sẽ ra cái việc đúng cho chúng ta. Thưa đại chúng, biết bao nhiêu con người nếu không gặp Phật pháp như thế này thì chấp nhận số phận mình hẩm hiu, chấp nhận cuộc đời mình như thế rồi buông trôi, thì người này không bao giờ có thể khá lên được đấy, không khá lên được. Và đúng là không gặp Phật pháp không thể nào. Cái tư tưởng, cái tà kiến cho rằng con người ta có số phận, nó cũng ăn vào rất nhiều tâm hồn của nhiều người đấy. Đấy. Ăn vào tâm hồn nhiều người lắm rồi, không phải dễ mà chuyển được đâu. Đấy. Và thưa đại chúng, rất là khổ, những người như thế rất là khổ. Mắc vào tà kiến rồi nó khổ lắm, không chuyển hóa được, nó chấp chặt vào đấy rồi, không phấn đấu gì cả, không cố gắng gì nữa. Đấy. Những người rất là khổ. Thầy đã gặp những người như thế, rất là khổ. Mà tà kiến thì nó mất đi cả phước lành nữa cơ. Nó mất dần phước lành, cuối cùng đọa lạc. Đó. Cho nên, ấy, đại chúng hôm nay biết về cái nhân, cái duyên này rồi, chúng ta phải hết sức cố gắng tận dụng, tạo ra những cái duyên tốt cho mình, những cái cơ hội tốt cho mình. Thầy lấy ví dụ bản thân Thầy, thế nếu Thầy không quyết tâm đi xuất gia thì không thể đi xuất gia nổi. Thầy nói là cái việc Thầy đi tu rất là khó, nhưng mình không nỗ lực, không cố gắng thì không thể đi được. Phải không? Một bên là có người yêu kè kè, có như thế, nè, gia đình như thế, bạn bè như thế, không ai ta chấp nhận cho mình cả. Không quyết mà bớt đi thì không được. Chứ mình bớt đi được là do mình đấy. Thầy đã nói là Thầy phải đặt lên trang giấy mà cân nhắc hai bên. Đặt lên trang giấy kè ra làm đôi, một bên lợi với bên hại. Ở nhà thì được lợi ích bao nhiêu, đi tu thì được lợi ích thế nào. Và khi mà Thầy cân lên, Thầy thấy là đi tu được lợi ích nhiều. Nghe không? Làm lợi ích được nhiều, quyết định đi tu. Mặc dù lúc ấy trong lòng nó cũng ngổn ngang bề bộn bao nhiêu thứ đấy, thưa đại chúng. Thế nhưng mà cái trí của mình đã thấy rõ ràng rồi. Mình thấy nó rõ ràng đi tu làm lợi ích được nhiều. Tại sao mình không đi? Đó. Ở nhà thì làm lợi ích được rất ít. Cho nên Thầy quyết định đi. Đấy, lúc ấy là đi mà trong lòng nó vẫn còn giằng kéo đấy, chứ không phải không đâu. Nhưng mà chân bước đi là đi, quyết đi là đi. Đấy. Và Thầy nghĩ là cái quyết định ấy của mình nó không phụ mình. Đến ngày hôm nay không phụ mình thật sự. Thầy chúng, cho nên chúng ta thấy à, ai ở trên đời cũng thế, cũng có những cái khúc quanh, cũng có những cái bước ngoặt mà chính chúng ta phải quyết định. Cái quyết định này phải bằng trí tuệ của mình. Nếu mà lúc ấy Thầy cũng nghĩ ảo rồi, cô người yêu cô thương mình thế, phải không? Thầy cả gia đình bố mẹ như thế này mà mình lại đi, phải không? Bạn bè như thế này mà mình bỏ thì không đi được. Cái đấy là nếu mà để cho cái tình ấy, nó che mất cái trí của mình đi, không đi được nữa. Cho nên chúng ta phải dùng trí tuệ để mà quyết đoán các cái việc, nó mới được. Đó. Cái trí thì nó mới sáng, cái tình là nó hay tối. Mà đạo Phật là đạo của trí tuệ mà. Trí tuệ lắm thấy, nó sẽ rõ sự thật, nó phản ánh đúng luôn. Thế cho nên khi biết rõ cái như này rồi, thì đại chúng thường quán xét nhân duyên cho Thầy. Quán xét nhân duyên, nhân quả để cho mình biết. Ví dụ, mình tự quán nhân quả của mình. Mình đời này, tại sao mình thế này, hoàn cảnh của mình thế này, nó có nhất khoát có nhân rồi. Mình kiểm lại xem mình có tập khí gì không.
tập khí của mình như thế này sẽ dẫn đến cái hậu quả thế này, cái phước báo mình thế này, hay cái nghiệp báo mình thế này. Đấy là quán nhân duyên. Thế thì bây giờ mình sẽ quyết định, mình sẽ sửa những cái nghiệp xấu đi, gieo những cái nghiệp tốt, và trồng những cái nhân lành cho bằng cách thực tập. Thế nếu mình thấy mình thường nghèo túng, cuộc đời mình từ bé đến giờ nó nghèo khổ, túng thiếu, không có ai giúp đỡ cho mình, thì mình biết mình là cái nhân bòn sẻn, không biết bố thí, không biết cúng dường. Thế thì bắt đầu mình phải gieo cái nhân bố thí cúng dường. Đó, vì Phật dạy rất rõ, nhân bố thí cúng dường với tâm mà lại rộng lớn nữa thì phước báo sẽ có tài sản. Mình phải gieo, phải gieo. Không biết làm thì phải gieo. Nghe không? Bắt đầu thực tập từ lúc bố thí nhỏ một ít. Đó. Cho nên các quý Phật tử bây giờ vận dụng cái này ngay vào trong gia đình nhà mình, cho con cháu của mình, nhất là các cháu bé, từ bé tí đó. Mình cho các cháu tiền và bảo các cháu biết đi bố thí đi. Con đi bố thí cho người nghèo, con đi cúng dường Tam Bảo. Tập cho các cháu nó có cái hành vi bố thí. Cái hành vi bố thí đấy sau này sẽ tạo cho nó thành cái nghiệp lành là biết bố thí cúng dường. Lớn lên đứa bé nó sẽ có phước báo. Có thể là cháu mình, con mình từ xưa đến nay nhiều kiếp nó chưa biết bố thí, nhưng bây giờ nó gặp ông bà biết Phật Pháp dạy cho cháu mình cách bố thí. Giống như Thầy cũng thế, Thầy về nhà Thầy dạy cho tất cả các cháu ở nhà phải bố thí. Nào cũng biết thế. Nó tích lũy phước báo từ lúc bé. Nó làm dần, nó thành cái nghiệp thiện. Thế chúng ta thấy không? Phải gieo cho các cháu từ những cái nhân như thế. Bản thân mình cũng phải tu rồi. Con cháu mình cũng phải hướng dẫn con cháu mình tu. Thì nó sẽ được đấy, thưa đại chúng. Ai ai cũng gieo nhân lành thì sẽ được. Đó. Thế đấy là mình biết tạo duyên đấy và tạo nhân cho con cháu của mình. Đó. Như vậy có phải là hay không nào? Đó. Mình dạy cho các cháu từ những bé để nó được gieo những hạt giống lành như thế. Nó biết cung kính Tam Bảo, biết lễ Phật. Nghe không? Đó. Cho nên Thầy vẫn nói với lại các ông, các bác nhà mình này. Rất nhiều trường học, có những trường học là 800-900 cháu học sinh. Điện về chùa, xin chùa là cho các cháu lên chùa và xin nhà chùa cho một bữa cơm. Các sư ông bạch Thầy, Thầy hoan hỉ ngay. Thầy bảo mấy nghìn cháu lên đây Thầy cũng cho ăn. Thầy không sợ tốn tiền, không sợ hết gạo đâu. Nhưng các cháu ăn xong cứ lên chùa mà lễ Phật cho Thầy được, hoặc là nghe bài kinh, hay là nó phát tâm quy Tam Bảo. Thế là mình có lãi lớn rồi đấy. Lãi lớn rồi đấy. Và Thầy với cái tâm như thế từ ban đầu khi bước chân về cái chùa Ba Vàng này, không bao giờ có cái gì để tính toán với Phật tử cả. Đại chúng biết đấy, chùa mình đấy, tất cả mọi cái đều với tinh thần phục vụ, phụng sự đại chúng. Đó. Có cái gì mà mình tính toán đâu. Từ cả trông vé xe cũng miễn phí cho bà con lên chùa thật hoan hỉ. Đến nhà vệ sinh tất cả mọi cái cũng miễn phí, mặc dù mình vẫn phải thuê người đến để dọn dẹp. Và nước uống nhà chùa mình cũng miễn phí hết, không có tính toán gì. Thế nhưng mà mọi người về người ta lại rất hoan hỉ, rất là vui. Dung giống như về nhà, và Thầy, cái tâm Thầy vẫn muốn ai về chùa mình cũng giống như về nhà vậy đấy. Vì Thầy nói là chùa của mọi người chứ. Các Thầy chẳng qua chỉ là người trông giúp thôi. Quản lý xây dựng trông giúp xong rồi cũng lại sau này giả lại cho dân đấy chứ, của mọi người. Đấy, cho nên chùa của mọi người. Ai lên cũng thấy thế. Và đại chúng thấy chùa mình có bị thiếu đâu. Vì Thầy chẳng có cái gì ở trong đấy cả. Ai cũng hoan hỉ. Và vừa rồi Thầy đi Ấn Độ, Thầy mới thấy đấy, cũng rất nhiều các chùa người ta cũng học cái tinh thần này, nhất là ở bên Thái Lan đó. Chùa của họ cũng thấy họ cũng có cái tinh thần như vậy, phục vụ rất thoải mái. Và cái ngôi chùa, Thái Lan là vào đấy là có thể uống nước, uống cà phê, uống trà, ăn bánh thoải mái. Thế nhưng mà rồi người ta lại cúng dường vào đấy rất nhiều. Và cái chùa cũng rất là phát triển. Thế chúng ta thấy đấy là cũng là tạo nhân duyên. Thế còn nếu mà ngay từ đầu mà mình tính toán, Thầy nói vui bảo cứ chặt chém, Phật tử đến chùa chỉ tính cách chặt chém thôi, như thế chẳng hạn. Có tinh thần, cái tư tưởng như thế thì không thể được. Từ cái tư tưởng ấy làm chủ đạo nó sẽ sinh ra biết bao nhiêu những cái chuyện khác. Tính toán từng tí một. Có những cái chùa đó, Thầy đi sang đâu, có những cái ngôi chùa xây chùa lên để kinh doanh, xây dựng phòng nghỉ, phòng ngủ xong rồi thu tiền. Phật tử
kể cả người Việt mình sang đấy, nhưng mà thu tiền một phòng ngủ là thu bao nhiêu đô la trong một đêm, quy định rõ như vậy. Đấy. Thì thưa đại chúng, cái tinh thần đấy đâu phải đâu. Phật có phải cho mình đi để mình làm cái đấy đâu. Cho nên ý, cái nào nó rõ ràng có nhân quả của cái đấy đấy. À, cái tâm của Thầy hay của đại chúng, của chư Tăng, của chùa, tất cả để phục vụ. Mà làm sao cho ai đến chùa cũng được học Phật Pháp, cũng yêu mến Phật Pháp, được kết duyên lành với Tam Bảo. Đấy là cái tâm chủ đạo. À, đấy là cái nguyện chính của mình đấy. Nguyện đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh. Đấy là cái chủ đạo trong tất cả các cái việc làm của chùa mình. À, mình đã biết rồi. Phật đâu có cần lợi nhuận gì đâu. À, Phật có kinh doanh đâu. Phước của Phật biết bao nhiêu. Mình cứ làm đúng lời Phật dạy và thực hiện theo cái tâm của Phật thì tự nhiên nó sẽ đầy đủ thôi. Đó. Cho nên các quý Phật tử thì qua cái việc chùa mình là đã thấy rõ những cái câu chuyện nhân quả nó rất rõ ràng rồi. Và chúng ta phải tin chắc nó như vậy. Và Thầy cũng thấy những ai mà nghe lời Thầy mà hướng dẫn giáo hóa rồi, họ đều ứng dụng mà họ đều chuyển hóa tốt luôn. Đó. Chúng ta chân thật nhất khoát như vậy. Vì nhân quả không thể nào khác được. Ta gieo nhân ấy, người ta phải được cái quả đấy. Và chúng ta biết rõ rồi, trong pháp giới vũ trụ này, bất kỳ một hành vi nào của mình nó đều có ảnh hưởng đến tất cả. Đó. À, hình thẳng thì bóng ngay. Phải không? À, nó rõ ràng. Mình nói ra một tiếng thì cái âm vang đấy cũng lại vang lại cái tiếng như thế. Không khác được. Cho nên gieo nhân nào nó sẽ quả đó nó trở lại với mình đấy. Đó. Thì thưa đại chúng, qua cái bài nhân duyên này, toàn chúng, tăng ni cũng như Phật tử phải ý thức được về cái việc nhân duyên. Không có việc gì, sự vật hiện tượng nào mà ra ngoài nhân duyên cả. Nó đều phải có đủ nhân và đủ duyên. Và chúng ta phải thường xuyên quan sát nhân duyên, tích cực tạo ra những cái duyên tốt, những cái nhân lành cho chính mình. Nghe không? Tạo những duyên tốt, tạo những cái nhân lành cho chính mình để mình gặt hái những cái quả lành. Đấy là sự thật. Chúng ta không phó mặc cho số phận và không chấp nhận có số phận an bài. Ở trên đời không có. Người nào mà chấp nhận số phận an bài, người đấy không xứng đáng là đệ tử của Phật. Đấy là đệ tử của ngoại đạo. Đạo Phật là không chấp nhận có số phận an bài. Đấy, cho nên dù mình còn một chút sức lực, một chút trí tuệ cũng đều phải cố gắng. Đấy, nghe không? Còn biết suy nghĩ, còn biết tính toán là phải cố gắng. Và trong các việc đều phải vận dụng trí tuệ, soi xét các công việc, hướng dẫn cho mình. Nương theo chánh pháp của Phật, thắp trí tuệ mình lên để dẫn dắt cuộc đời mình. Đấy mới là xứng đáng của người Phật tử. Đức Phật ra đời là nói rõ chúng ta cái đó đấy. Nè. Bao nhiêu các tôn giáo khác họ đều chấp nhận có số phận, có Chúa Trời an bài, có Ngọc Hoàng Thượng Đế an bài, hoặc họ đổ cho có ông trời, ông sinh ra như thế, tôi phải chịu như thế. Đó, rất nhiều. Thế nhưng chúng ta hôm nay được gặp ánh sáng của Phật, chúng ta biết không phải chuyện như vậy. Chúng ta có quyền làm chủ số mệnh của mình, vào chuyển hóa cái nghiệp của mình, thành tựu được những cái điều tốt. Thế cho nên Phật mới nói tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật cơ mà. Đều sẽ thành Phật. Nếu mà mình không chuyển hóa được, làm sao mình thành Phật? Mình đều có thể chuyển hóa được số nghiệp của mình và mình còn sẽ thành Phật. Thành Phật là thành bậc đại tự tại. À, đại tự tại, Phật là đại tự tại. Đó, làm chủ được cái nhân quả là Đức Phật đấy. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài về tự nhiên sinh này, chúng ta hiểu được nhé. Không một ai có tư tưởng ỷ lại, phó mặc số phận mình. Ai cũng phải sinh ra cho mình một cái cố gắng, tinh tấn. Đó. Mình cố gắng, mình tinh tấn, vào mình biết chọn lựa nhân duyên để mình chọn những cái điều tốt cho mình. Đấy không phải là ích kỷ. Đấy đâu có phải chọn điều tốt cho mình, không phải là ích kỷ đâu. Đấy chọn những duyên lành, nhân lành cho mình, không phải là ích kỷ.
không? Phật dạy cho mình đấy. Cái những nhân thiện lành là cái duyên tốt cho mình. Mình phải chọn, chứ không phải tôi chọn duyên tốt cho tôi. Ví dụ như thế này, vào ăn cơm, mâm cơm có cái món ngon nhất, mình chọn cái món ngon nhất cho mình thì đấy có phải là chọn nhân lành cho mình không? Không phải, mà tôi ăn cái món ngon nhất, có đĩa giò ngon nhất, tôi gắp hết cái đĩa giò để tôi chọn cái nhân lành cho tôi, để cho tôi béo khỏe, để tôi cái đấy thì lại là không phải nhân lành. Nghe không? Thế chúng ta phải hiểu nhé. Vào mâm cơm thấy những cái món ngon nhất ý, thì ta bắt đầu biết nhường. Nghe không? Nếu có người lớn trên, ta nhường, ta gắp cho người lớn đấy. Đấy là mình gieo nhân lành. Mình biết có tôn ti, vào biết bề bậc trên dưới. Nếu hết rồi thì mình nhịn. Đấy là nhân lành. Đấy là nhân lành đấy. Chứ không phải mà nhân lành hay duyên là mình vào là mình cái món nào ngon là tôi gắp, tôi chọn cho tôi cái nhân tốt trước. Món giò ngon tôi gắp trước. Là không phải. Nên chúng ta biết nhân lành trong cái sự tu tập, nhân lành trong chánh pháp của Phật này này. Phật dạy chúng ta biết bố thí, biết san sẻ, đấy là nhân lành. Phật dạy chúng ta biết bỏ tham, đấy là nhân lành. Phật dạy chúng ta biết nhẫn nhục, biết từ bi, đấy là nhân lành. Nghe không? Phật dạy chúng ta biết thông cảm, đấy là nhân lành. Tất cả những cái đó chúng ta phải gieo. Phật dạy chúng ta tinh tấn, không lười biếng, đấy là nhân lành. Chúng ta phải gieo. Để chúng rõ chưa nào? Đó, cho nên học Phật pháp rồi á, ta quyết định phải làm chủ số mệnh của mình. Đó, dù ai ở đây, thầy đấy, tất cả các quý Phật tử đây cũng thế, ai cũng đầy đủ, sáu căn cả đấy, không khiếm khuyết cái gì. Có thể là hơi bệnh một chút, hơi đau một chút, mắt nó hơi kém một chút, tai nó hơi nghẽn ngã một chút, nhưng vẫn còn tốt. Cái cơ thể này, cái thân thể này vẫn còn tốt, phải dùng cái thân thể này tối đa. Đấy, thầy vẫn hay nói vui là mình được cha mẹ cho mình cái cỗ xe này, nó tốt như thế này á, mà không làm cho nó sinh ra được hiệu quả đấy, là mình dở đấy. Để mai mốt rồi đến lúc mà cho nó vào quan tài mà không sinh ra được một chút phước báu công đức nào là mình rất dở, rất dại. Phải dùng cái thân mình làm được ra thật nhiều phước báu, nhiều công đức, dùng tối đa. Thế trên nhà Phật mới nói là được thân người rất khó, mà mất thân người rồi mà được lại vô cùng khó khăn. Cái thân người là sinh ra được bao nhiêu công đức cơ mà. Thân người khó được lắm, chúng ta phải quý nó, vẫn tận dụng nó tối đa, không để cho nó lãng phí. Đây, mấy chàng trai to khỏe, đẹp trai lắm nhưng mà cuối cùng lại đi đua xe máy, để rồi tai nạn, thế thì uổng không? Cũng cái thân như thế mà biết làm những việc thiện lợi thì có phải là giá trị không? Cuối cùng lại đi chơi bời lêu lổng, đua xe rồi nghiện hút, cuối cùng hỏng hết, tàn phế một cuộc đời. Chúng ta thấy uổng không? Uổng công cha mẹ sinh ra, uổng bao nhiêu thứ chứ. Đó. Thế còn như chú Nick Vujic, chú Sơn Lâm ấy, như thế đấy. Nhưng mà giờ chú lại không sống lãng phí, rất giá trị của đời mình. Đó, cho nên thưa đại chúng, chúng ta không ai buồn về mình cả. Bây giờ mình có cái thân như thế này là quý rồi. Cố gắng, nghe không? Nghĩ ngày ngày làm được việc gì lợi ích, cố gắng làm. Như trong Kinh Thập Thiện và dạy đấy, Phật dạy. Các Bồ Tát ấy, chỉ khác chúng ta mỗi một việc thôi, là ngày ngày giờ giờ, phút giây đều nghĩ ra các thiện nghĩa, các việc thiện để mà làm. Tập khởi nghĩ những việc thiện, làm những việc lợi ích cho đại chúng, cho nhân loại, cho chúng sinh. Và đấy, các Bồ Tát chỉ thế thôi, không khác gì mình đâu. Các ngài chỉ biết là giờ giờ phút phút con cứ nghĩ ra việc thiện, làm lợi ích cho mọi người, đem được ánh sáng trí tuệ, ánh sáng chánh pháp cho mọi người. Đấy, các Bồ Tát khác chúng ta cái chỗ đó đó. Đấy. Các ngài làm mỗi cái việc thiện đấy thôi mà thành Bồ Tát, thành Phật đấy, mà được những cái nhân quả tốt đẹp. Đó. Thế còn chúng ta thì không như các ngài, nghe không? Chúng ta gieo bừa bãi các nhân vào. Gieo bừa bãi các nhân. Chân gọi là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả. Khi chúng ta gieo nhân thì chúng ta chẳng sợ gì cả. Gieo vùng bừa bãi, không có sợ hãi. Nói bừa, phát ngôn bừa bãi. Đại chúng nó biết rồi đấy. Một lời nói mà sai thôi, nhất là xúc phạm vào các cái vị thánh hiền, quả báo rất là nặng. Đấy.
Một cái chú Sa Di mà chê một cái vị tỳ kheo là tụng kinh ổ mồm như chó sủa, mà 500 kiếp phải đọa làm chó đấy, đại chúng thấy sợ không? Rất sợ. Đấy, chỉ là mà nói thì rất dễ, phát ngôn ra một câu rất dễ, mà quả báo nó nặng đến như thế. Đấy, cho nên chúng ta hết sức cẩn thận, nghe không? Trong các hành vi của mình, mình phải tập gieo nhân lành dần đi, tập tán thán mọi người. Thấy ai hay tốt mình phải ca ngợi tán thán. Trong kinh Phật dạy đấy, biết cái điều đáng ca ngợi, đáng tán thán mà mình ca ngợi tán thán thì mình được phước báo, mình được sinh thiên. Còn cái điều không đáng tán thán mà mình lại tán thán thì mình sẽ bị đọa lạc. Thì chúng ta phải tập những cái điều hay tốt mọi người mình phải tán dương và mình tùy hỷ học theo. Nghe không? Thế nếu mà người ta có điều xấu thì mình phải rút ra bài học để mình rút kinh nghiệm cho mình và cho mọi người. Đó. Thế thưa đại chúng, cái này là cả cái chúng ta phải tập hết đấy. Đều phải tự tập hết. Đấy. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng cái buổi học ở đây trong cái nội dung về cái nhân duyên. Đó. Thầy mong rằng toàn thể đại chúng qua bài học này, mỗi mỗi người sẽ thường quan sát về nhân duyên, và chúng ta biết rằng việc làm của chúng ta, hành vi của chúng ta đều ảnh hưởng đến cả thế giới này đấy. Đó, không phải chuyện nhỏ. Thì để chúng ta ý thức được cái việc mình làm. Đó, mong rằng đại chúng sẽ tỉnh giác và vận dụng cái nhân duyên này thật tốt để chọn cho mình, tạo ra cho mình những nhân lành, duyên lành để gặt hái được những cái quả tốt đẹp trên con đường tu tập. Chúc đại chúng tinh tấn. Thầy thỉnh đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tranh thoát lúc qua canh ta. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tranh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dần, thế nào tranh thoát tự sanh đơn kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhưng vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân mình cớ thành. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả phân mình.